Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Tập Financial Times mới đây đưa tin, chính phủ Anh đang lên kế hoạch bãi bỏ thuế nhập khẩu dầu cọ của Malaysia để đổi lại việc nhận được sự ủng hộ của Kuala Lumpur trong việc Anh gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Theo The Financial Times, Anh và Malaysia đã đàm phán thành công về việc bãi bỏ thuế nhập khẩu 12% đối với sản phẩm dầu cọ của Malaysia. Điều này giúp Anh đáp ứng được một trong những điều kiện để tiến gần hơn tới việc gia nhập CPTPP. Theo một số nguồn thạo tin, Anh sẽ hoàn tất thêm một số thỏa thuận khác liên quan tới CPTPP trong những tuần tới để có thể chính thức ký kết gia nhập CPTPP vào mùa hè tới. Trong các nội dung cần đàm phán có vấn đề về thuế quan. Kể từ sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu EU, Anh đã đẩy mạnh nỗ lực tham gia các thỏa thuận thương mại song phương và đa phương. Việc gia nhập CPTPP có thể không mang lại quá nhiều lợi ích kinh tế cho Anh do đặc thù địa lý xa cách các nước còn lại, song được xem như một minh chứng cho thấy chính sách thương mại độc lập thời hậu Brexit của nước này. Trong 2 tháng đầu năm nay, doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng của Trung Quốc tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đảo ngược xu hướng sụt giảm trong 3 tháng trước đó. Đây là một chỉ số quan trọng về sức mua và là tín hiệu tích cực của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau khi chính phủ nới lỏng các biện pháp phòng dịch COVID-19 từ đầu năm nay. Theo số liệu công bố ngày 15 tháng 3 của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc NBS, tổng doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng của Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm đạt 7.700 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Con số này cao hơn nhiều so với kỳ vọng trước đó và đạt mức tăng trưởng ấn tượng nếu so với mức giảm 1,8% ghi nhận trong tháng 12 năm ngoái. Bên cạnh đó, đầu tư vào tài sản cố định, xây dựng cơ sở hạ tầng và sản xuất ở Trung Quốc cũng tăng mạnh, trong biên độ từ 5,5 đến 9%. Chỉ riêng dòng vốn đầu tư vào phát triển bất động sản vẫn chưa thoát khỏi xu hướng giảm, tiếp tục ghi nhận mức âm 5,7%. Tất cả những số liệu trên cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang dần phục hồi và có thể sẽ còn tiếp tục phục hồi mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, nhất là sau khi Bắc Kinh đã nối lại việc cấp thị thực cho người nước ngoài từ giữa tháng này, trong khi chính phủ cũng đang đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ thị trường bất động sản. Lào và Campuchia vừa ký bản ghi nhớ về việc tăng cường hợp tác du lịch và khuyến khích người dân đi du lịch giữa hai nước thông qua các tour trọn gói. Biên bản được ký kết nhân kỷ niệm 66 năm quan hệ ngoại giao song phương. Nhằm nâng cao chất lượng nhân sự ngành du lịch theo hướng hiệu quả hơn, đồng thời cũng nhằm thu hút thêm đầu tư để thúc đẩy việc nối lại du lịch giữa Lào và Campuchia, giới chức hai nước đã nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lái xe sang biên giới của nhau thông qua việc đơn giản hóa các thủ tục xuất nhập cảnh, nhất là ở các địa phương vùng biên có tiềm năng du lịch mạnh. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tăng cường chuyến bay giữa các điểm du lịch nổi tiếng của hai nước, đồng thời tìm hiểu khả năng liên kết các điểm đến du lịch thông qua việc tổ chức các chuyến du ngoạn trên sông Mekong, các giải đua xe đạp, giải chạy bộ hay các hoạt động chung khác để quảng bá du lịch và kỷ niệm 66 năm quan hệ ngoại giao song phương. Hôm qua, một kỷ lục lặn tự do mới đã được thiết lập bởi một thợ lặn người Séc. Vận động viên này đã lặn sâu hơn 50 mét tại một hồ băng của Thụy Sĩ mà không sử dụng đến đồ lặn. Anh David Vance, 40 tuổi, đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness với kỷ lục lặn 52,1 mét dưới mặt băng. Để hoàn thành kỷ lục này, anh Vance đã lặn qua một lỗ trên băng và lấy một miếng dán từ độ sâu 50 mét dưới hồ lên trong tổng thời gian 1 phút 50 giây, lâu hơn so với dự kiến do nhiệt độ tại Thụy Sĩ đột ngột giảm trong ngày 15 tháng 3. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây vẫn là kỷ lục đáng kinh ngạc vì sự kết hợp giữa nước lạnh, thiếu oxy và áp suất là thử thách rất lớn với thợ lặn. Trước đó, Vance cũng đã ghi tên vào sách kỷ lục Guinness với việc bơi hết chiều dài của một hồ nước đóng băng ở Séc vào năm 2021. Anh đã bơi liên tục không nghỉ gần 81 mét dưới lớp băng dày hơn 30 xăng và trong môi trường nước lạnh 3 độ C của hồ băng tại Laos, và tất nhiên cũng không có đồ bảo hộ. Mùa hoa anh đào hay Sakura của Nhật Bản được người dân địa phương cũng như du khách quốc tế háo hức chờ đợi. Năm nay, mùa hoa anh đào tại thủ đô Tokyo đã chính thức bắt đầu vào ngày 14 tháng 3, sớm hơn năm ngoái 6 ngày và sớm hơn thường lệ đến 10 ngày. Đây là một trong số các lần hiếm hoi mùa hoa anh đào đến sớm như vậy. Người Nhật có truyền thống tổ chức các lễ hội ngắm hoa khi mùa hoa anh đào tới. Do ảnh hưởng của các biện pháp chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt, các lễ hội ngắm hoa đã bị gián đoạn trong 3 năm qua. Năm nay, rất nhiều người dân đã vô cùng háo hức tổ chức các buổi tụ tập ngắm hoa tại các công viên khi các biện pháp phòng dịch đã được gỡ bỏ.
Giờ các biện pháp phòng dịch đã được gỡ bỏ, bạn không cần đeo khẩu trang nữa, vì thế tôi muốn cùng bạn bè tổ chức một buổi dã ngoại ngắm hoa. Được mệnh danh là xứ sở hoa anh đào, Nhật Bản nổi tiếng với hơn 600 giống hoa anh đào khác nhau về hình dáng, màu sắc. Hoa anh đào Some Yoshino với màu trắng hồng phấn là giống được trồng phổ biến nhất, thường chỉ nở rộ trong khoảng một tuần và nở cùng lúc tại một khu vực nhất định. Bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cũng xin được kết thúc tại đây. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.